chào anh chị và các bạn đã đến với máy chim gỗ Đại Phúc Vinh. Hôm nay thì bên em mới về một cái model mới HT-R4, máy CNC 4 đầu. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cái máy này. Rồi, bên đây là cái phần model của máy HT-R4. Thì cái máy này á, là nó sẽ có 4 đầu rotor. 1, 2, 3, 4 này. Mỗi rotor nó sẽ có 6kW. Đây, giờ anh chị sẽ xem cái phần mạc của máy. Đây, Hontech Machine. Đấy, model là HT-R4. Điện áp là 380 này. Đấy, công suất 40kW. Năm sản xuất là 2023. Đấy, máy sản xuất ở Thuận Đức, Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc. Về cái máy này thì nó sẽ có 3 phần. Thứ nhất là cái máy CNC. Thứ hai là phần tủ điện trung tâm bên kia. Và thứ ba là phần bơm chân không ở đây. Bơm chân không này sẽ làm nhiệm vụ hút, tạo lực hút để hút giữ chặt cái ván. Bơm chân không này thì sẽ có công suất là 7,5kW, tương đương với 10 ngựa. Chúng ta sẽ phải đổ nước vào đây để làm mát cho bơm chân không. Rồi, cho bên máy bên này thì chúng ta sẽ lên ván bằng tay nha, chứ không phải là lên ván tự động. Lên ván bằng tay thì có hệ thống con lăn ở đây để đỡ ván. Là con lăn ở bên này để đỡ ván. Chúng ta có thể để ván ở bên này hoặc là để ván phía sau để lên ván. Đấy. Máy này thì cũng có cái hệ thống mà gạt phôi ra. Hệ thống ben này gạt phôi ra. Gạt phôi ra trong quá trình gia công. Thứ hai là có rulo điện tử. Đấy. Trong quá trình gia công thì máy sẽ đi xuống và làm việc. Ở phía bên đây là máy CNC 4 đầu. Chúng ta sẽ máy này thì có các vùng hút chân không ở đây. Máy sẽ chia làm 6 vùng này, có 6 vùng hút chân không. Đây, 6 vùng trên bàn thì sẽ chia làm những khóa ở trên này. A B này, C D E F có ký hiệu trên này. Khi mà gia công cả một viếng ván lớn, chúng ta để nguyên cái vùng này. Còn khi gia công những cái vùng ván nhỏ, ví dụ như muốn tập trung vào một nửa bàn này thôi ạ, chúng ta sẽ có thể khóa cái vùng làm việc này lại. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đồng hồ mà thể hiện cái áp lực hút trên không. Bình thường nó sẽ lên từ khoảng 0.6 đến 0.06 đến 0.07. Thì lực hút là tốt nhất và ổn định nhất. Rồi tiếp theo bên này chúng ta sẽ có một cái một hệ thống cỡ. Đây, để mở cửa lên. Xi lanh. Ở đây chúng ta sẽ có một hệ thống chốt định vị cỡ để chúng ta làm nhiệm vụ là đẩy sát ván vào bên này. Đó. Đây thì chúng ta sẽ có một cái set tọa độ Z tự động. Chúng ta ra lệnh set Z ấy, thì nó sẽ tự động đến đây và nó tự động nhận diện cái tọa độ Z của nó. Áp dụng cho cả 4 dao luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái rulo. Rulo này thì dùng trong cái mục đích là cắt những cái miếng ván kích thước nhỏ thì nó chống bay ván. Thứ hai là những cái miếng ván mà có cái độ cong lớn. Độ cong lớn với miếng ván mỏng chẳng hạn thì nó cũng đè ra để nó cắt nó phẳng hơn. Bên này thì có 4 motor. Chúng ta sẽ gắn được 4 loại đường kính dao khác nhau. Ví dụ như là phay 6 ly thì chúng ta gắn dao số 1. Đấy, mũi khoan thì gắn số 2, rồi mũi phay định hình gắn số 3. Đấy, rồi mũi khoan lớn thì gắn mũi số 4, thứ tư chẳng hạn. Để tùy vào cái mục đích gia công chúng ta sẽ gắn lên từng dao. Rồi tiếp theo về phía bên sau này. Sau này chúng ta sẽ có một cái bơm nhớt tự động. Bơm nhớt tự động sẽ làm nhiệm vụ bơm nhớt và hệ thống bạc đạn XYZ để cho máy hoạt động. Thì toàn bộ dây trượt và bạc đạn này thì đều đến từ thương hiệu của Đài Loan. Sử dụng rất là tốt và yên tâm. Toàn bộ hệ thống ben thì đến từ thương hiệu Benten. Đây, ben, đây là ben cỡ này. Bên này bên trên là ben đẩy ra này. Đó. Rồi ben hệ thống ben ở bên này đều đến từ cùng một thương hiệu hết, Benten. Rồi những cái đầu này thì đều hút bụi riêng biệt ở
ở trên thì nó có xi lanh để đóng mở. Khi mà cái đầu số 1 này làm việc chẳng hạn thì ba đầu kia sẽ đóng, ba đầu còn lại sẽ đóng hút bụi lại để cho cái lực hút bụi nó tập trung vào một chỗ để đi lên lên phía trên. Tương tự như phần ở bên dưới này cũng thế, bên này cũng thế. Khi mà đẩy ra thì bốn này đóng thì ben ở bên dưới khi mở ra để lực hút bụi có thể dồn từ dưới này để hút bớt bụi trên bàn đi ra ngoài. Rồi. Đây là phần tủ điện trung tâm của máy. Thì máy sử dụng bàn phím và chuột không dây ở đây, rất là hiện đại. Đây anh quay sát vào đây. Bên đây là màn hình điều khiển của máy. Thì màn hình điều khiển sử dụng hệ điều hành Wacom và có tiếng Việt. Có tiếng Việt cho chúng ta dễ dàng sử dụng. Ví dụ như các công cụ ở đây này, di chuyển X, Y, rồi điều chỉnh các đầu khoan, xi lanh 1, xi lanh 2 này, đều bằng tiếng Việt, rất là dễ dàng. Đây, ở phần bên dưới này cũng đều là tiếng Việt hết, Việt hóa. Rồi về phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có các nút như là ở đây này, thể hiện cái điện áp đầu vào, rất là hay. Nó thể hiện luôn là 409V này. Đấy, chúng ta sẽ kiểm soát được cái điện đầu vào. Ví dụ một số nơi ấy, điện áp yếu thì nó sẽ hiện trực tiếp lên đây. Bên này là cái USB, chúng ta có thể copy file, cắm USB vào đây để copy file. Hoặc là chúng ta có thể truyền mạng LAN vào trong cũng được. Ở bên này thì chúng ta có cái mở bơm chân không. Đó. Và chỗ này là mở hút bụi. Tuy nhiên là hút bụi thì mình phải kết nối vào nha. Còn đây là mở nguồn này, còn đây là dừng khẩn cấp. Bên dưới này chúng ta sẽ có một cái bộ bàn phím không dây rất là hiện đại. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ MPG để điều chỉnh cái trục X, trục Y, trục Z bằng chế độ tay được. Rồi bên phía bên đây là phần linh kiện về tủ điện. Máy sử dụng ở đây máy sẽ sử dụng hệ driver của Lidsai. Lidsai là một thương hiệu rất là nổi tiếng ở bên Trung Quốc. 4 driver bao gồm có hai cái driver của trục X, một cái trục Z và một cái trục Y. Máy sử dụng hệ điều hành Wacom. Wacom. Và cái bộ main này cũng của Wacom. Ngoài ra thì sử dụng hệ contactor của Delacy. Delacy và biến tần BED. Đó. Những cái biến tần này đều có điện trở xả, anh chị thấy không? Là cái phần điện trở xả này có tác dụng giúp cho motor thắng và xả hết cái điện trở, xả điện trở dư ra ngoài ấy. Đây, ở bên trên này cũng có 4 driver, 4 điện trở xả luôn. Phần bên này là những cái quạt đấy, hút gió từ tủ điện ra, hút ra ngoài để làm mát cho cái tủ điện này. Khi làm việc thì chúng ta sẽ đóng kín cái tủ điện này lại.